sau khi cập nhật thì rất là nhiều anh em bình luận muốn add review sớm, đưa ra đánh giá của bản thân về các sự thay đổi này để giúp anh em có cái nhìn khách quan. Nói thẳng ra là đỡ tốn thời gian test vì không phải ai có thời gian để thử hết tất cả các sự thay đổi. Chưa kể một số vị tướng có phải là vị trí anh em chưa đâu. Một số anh em toàn đi sừng với số hồng tà thần thì rảnh hơi đâu đi test mấy con đi rồng và đi trợ thủ đúng không? Anh em chỉ mất 10 phút là hiểu hết tất cả các sự thay đổi của bản cập nhật bổ sung lần 1 này rồi. Bắt đầu tìm hiểu thôi. Siêu hot, ngay bây giờ tại TNGshop.vn đang sale cực sốc kìa anh em ơi. Sớm ngay Arc Linh Quân siêu VIP, giá siêu rẻ, nick 1 triệu giảm còn 300k, khuyến mại thẻ cào lên tới 50% ngay khi nạp thành công cho thẻ mệnh giá từ 100k. Đăng ký tài khoản mới và nạp thành công thẻ từ 30k, nhận ngay một lượt bốc lì xì free. Nhanh tay truy cập TNGshop.vn để nhận ngay những ưu đãi bất ngờ dành riêng cho mình nào. Để kể về sự thay đổi sức mạnh của vị tướng Rodeon này, đầu tiên chúng ta cần phải biết những sự thay đổi quan trọng ở cái đợt trước toàn là giảm sức mạnh thôi anh em. Cái đợt này nó chỉ như một cái điểm nhấn nho nhỏ bởi vì là giảm cái lượng sát thương ở cái nội tại và khả năng hồi phục. Cái điểm nhấn quan trọng nhất ở mấy cái đợt chỉnh sửa trước đó là giảm thời gian khống chế chiêu cuối và chiêu 1 trong 1 giây không thể spam sốc sát thương kẻ địch. Ui, cái đấy mới là cái quan trọng nhá. Còn cái đợt chỉnh sửa này chấm mút thôi anh em, như là một cái hạt cát trong sa mạc nên các bạn đừng có lo lắng gì nhiều. Bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng gì lớn đâu. Các bạn cứ tiếp tục pick Rodeon, cứ tiếp tục chơi, chúng ta vẫn tiếp tục băng xả, chúng ta vẫn cấu rỉa ra khỏe. Hãy chơi Rodeon nhá, đặc biệt với cái lôi đồ như kiểu mặt nạ Berit và các trang bị có sức chống chịu nhưng có sát thương để anh em thể băng xả dễ dàng. Triệu Vân là vị tướng được rất nhiều anh em quan tâm và sau khi chỉnh sửa xong ấy, anh em pick liên tục để có thể test sự thay đổi này. Thực ra sự thay đổi lớn nhất của Triệu Vân ấy đó là ở cái chiêu 2, anh em mới thấy được là khả năng hồi phục hút máu rất là căng đúng không? Giúp anh em có thể đi rừng ăn mục tiêu dễ dàng hơn mà chẳng cần có bảng ngọc hút máu hay là đồ hút máu gì cả. Đó là lý do vì sao mà mình test ngay cho anh em là nâng max chiêu 2 để mà test cái khả năng hút máu siêu siêu bá đạo của vị tướng này. Đồng thời đương nhiên rồi, chiêu 2 các bạn chỉ cần một cấp thôi anh em thì các bạn đã có thể có 200 trăm tội đánh rồi. Nếu mà mình nâng thêm ấy thì các bạn sẽ có là hồi chiêu nhanh hơn và đương nhiên rồi là phần trăm, người ta gọi là phần trăm hút máu nó kinh điển hơn rất là nhiều. Đó là sự lựa chọn cho bạn nâng max 2 nhé. Còn Triệu Vân sau khi thay đổi xong ấy, em nghĩ rằng đây sẽ là vị tướng giúp anh em có thể đi rank đơn khá là tốt và tối ưu nếu mà đồng đội của anh em là những vị tướng đánh ở đoạn đầu khỏe và tốt. Chứ các bạn mà pick toàn mấy vị tướng kiểu late game ấy thì Triệu Vân làm sao mà sống nổi đúng không? Triệu Vân cần có một cái tuổi thơ xanh mượt một chút, mà cần một cái đồng đội có thể gọi là băng xả trước để tạo tiền đế cho Triệu Vân. Như thế Triệu Vân mới có thể gọi là đứng sau để có thể tích nội tại, mà Triệu Vân tích nội tại càng dễ dàng hơn. Người ta bảo lời niềm vui ngắn chẳng tày gang. Và khi mà Triệu Vân chúng ta đang vui mừng với sự thay đổi là tăng sức mạnh này ấy, thì ở bản máy trưởng nghiệm thì Triệu Vân cái nội tại bị bổ đôi cái lượng sát thương cộng thêm. Thế bị buồn chứ? Sao anh em ạ? Đấy là máy trưởng nghiệm. Máy trưởng nghiệm mình không quan tâm, mình quan tâm là bản chính nó như nào thôi. Nói chung là bản chính bây giờ Triệu Vân đang tăng và bạn có thể test ngay nhé. Còn về vấn đề như là cái con ma thần nó giảm cái lượng sát thương và giảm máu ấy, em thấy là có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng không lớn, nên các bạn cứ chơi bình thường như ở cái phiên bản chưa chỉnh sửa thôi. Elsu, rất là nhiều anh em tranh cãi và muốn ép test xem là sau khi chỉnh sửa, tức là tia laser đỏ khi ngắm sẽ ẩn đi nếu Elsu ẩn thân ngoài khu vực rừng. Còn trong khu vực rừng, khi các bạn ngắm bắn thì sẽ bị nhìn thấy cái tia laser. Liệu có đúng như vậy hay không? Rất là nhiều anh em thắc mắc. Và ép có vào test, tức là test như nào? Hai cái điện thoại, một thằng Elsu sẽ đứng để lát ngắm, một thằng còn lại nó sẽ nhìn xem là cái tia laser của Elsu nó hiện hay không. Cái gì cũng phải đi vào thực tế và phải test thực tế thì anh em mới nhìn rõ được sự thay đổi. Và liệu gà rán có đúng hay web tìm hiểu ngay nhé. Đầu tiên là Elsu ẩn thân ở ngoài khu vực rừng. Có nhìn thấy không ạ? Không nhìn thấy đúng không? Tiếp theo, Elsu ẩn thân trong khu vực rừng. Có nhìn thấy tia laser không? Không thấy đúng không? Hãy lại gần hơn một chút để chúng ta có thể cận cảnh. Chuẩn bị bắn nha anh em nhé, để anh em thấy được. Có laser không? Không có đúng không? Tiếp tục, sẽ cận cảnh hơn cho anh em. Bởi vì cái gì cũng phải test. Mà thực tế là em thấy là gà rán kiểu như là dịch thuật bị ngáo hay sao anh em ạ. Rõ ràng là ở trong rừng thì cũng không có laser, mà ở ngoài rừng cũng không có laser. Vậy lý do tại sao? Từ từ cùng ép lý giải nhé. Đây, thằng Elsu ở cái đoạn kìa, anh em thấy không? Nó ẩn thân nhá. Anh em thấy nó ẩn thân rồi đúng không? Khi mà Elsu ẩn thân ấy, dù là trong rừng hay là ngoài rừng thì đều không hiện laser. Đó, vậy thì Elsu hiện thân thì sao? Hiện thân thì đương nhiên là có laser rồi, dù là ở trong rừng hay là ở ngoài rừng.
Anh em đã thấy chưa ạ? Cái gì cũng phải test ở thực tế, chứ đọc của gà rán là lú luôn ngay. Đây. Để mà chứng minh chính xác hơn thì SC ra khỏi khu rừng và ngắm cho anh em coi nhá. Esu ẩn thân. Không ẩn thân. Và Esu ẩn thân thì sao? Cho Esu ra ngoài đường để mà test cho anh em luôn nè. Vậy là đã lý giải và trả lời câu hỏi cho anh em được rồi nhá. Nói chung là anh em phải vào test thực tế, chứ đọc của gà rán thì lú cả cái đầu luôn anh em. Ngoài khu rừng nè. Vậy thì Esu ẩn thân ở cạnh bức tường thì sao nhở? Không hề có laser nha anh em nhá. Không hề có laser luôn. Đấy, có laser không ạ? Không hề có đúng không? Đây mới là câu trả lời sự thật nè. Esu ẩn thân dù là ngoài rừng hay là trong rừng đều không hiện laser. Tức là laser kẻ địch nhìn thấy đây. Esu hiện thân trong rừng hay ngoài rừng đều hiện laser. Phải viết như thế này thì cộng đồng Liên Quân đọc người ta mới hiểu được chứ, đúng không? Làm anh em tốn thời gian vào test, và bản thân S là người sẽ test và gửi tới cho anh em câu trả lời chính xác nhất là vậy. Về cơ chế thay đổi, cái cơ chế này quá tuyệt vời. S phải nói là cái cơ chế này xứng đáng 10 điểm. Bởi vì nó sẽ làm cho trận đấu của anh em nó diễn ra nhanh hơn, endgame sớm hơn và có thể chơi nhiều hơn. Thời gian kết thúc cơ chế là 4 phút thì trụ đã mất miếng thương rồi. Nhưng mà một số anh em kiểu bị tối cổ đấy, cứ bảo là 5 phút, thành ra là bỏ qua cơ hội để trụ. Ví dụ anh em coi nhá, 3 phút 50 giây nè. Ở cái pha này ấy, có lính lên thì cái thằng VDS và thằng Zata ấy, nó phải đứng ở lại để mà giúp mình đẩy nốt cái trụ này. Nhưng mà sao, bọn nó cứ nghĩ là 5 phút, thành ra bọn nó chạy hết. Mình không đủ thời gian để ăn nốt cái trụ này. Đấy là cái lý do, các bạn nhớ chia sẻ bạn bè của mình nhá. Bây giờ là 4 phút là trụ có thể ăn dễ dàng rồi. Còn cái cơ chế là xe công thành, mời các bạn xem minimap ở góc trái. Thế cục to to kia ạ, đấy là cái xe công thành to. 4 phút 05 giây là ra khỏi tế đàn rồi. Rồi anh em có thể phá trụ nhanh và dễ dàng hơn rất là nhiều. Ad không biết là bên nhà làm game ấy, họ có phải là bị trả lương chậm hay không, hay là chỉ đơn giản là nhà làm game họ đưa ra là đấy, chỉ tiêu của tháng này ấy, là phải tăng và giảm bằng này tướng, mày cứ lựa tướng mà tăng giảm cho tao. Thế là họ bổ ngay được trâu na anh em ơi. Nước xoáy, năng lượng tiêu hao sẽ giảm cho anh em là 10 mana. Thôi, cái khoản này ấy, xong tăng đam đi, xong tăng một cái cơ chế gì khác đi, đúng không anh em? Đúng cái kiểu là sửa cho có và sửa cho đúng cái, gọi là sửa cho đủ chỉ tiêu đấy. Nên em không có gì để mà nói nhiều về vị tướng Chernai đâu. Hơi flop nặng nhá. Thực ra những người chơi như chúng tôi ấy chỉ muốn nhà làm game họ sửa sớm cái bug ở chương 1 để thon đánh giải thôi. Chứ còn về vấn đề giảm cái chiêu 2, tức là xóa tăng tốc này, ảnh hưởng chắc chắn là có rồi. Nhưng mà chẳng có ai quan tâm. Bởi vì mấy ông có sửa bug đâu, đúng không nào? Chán nhà làm game luôn ấy. Thay đổi cái cơ chế thôi mà khiến rất là nhiều vị tướng ảnh hưởng. Cơ chế của nó là đơn giản thôi. Trước đây ấy là khi tung chiêu sẽ bắt đầu hồi lại chiêu của ấy nội tại trang bị này rồi. Giống như nội tại của áo choàng băng giá làm chậm nè, nội tại của mấy cái gươm nguyên tố, gươm tận thế các thứ ấy, là nó giúp cho anh em gây thêm lượng sát thương ở sau đó đấy, khi bạn tung chiêu xong đấy. Thì bây giờ chuyển thành gì? Tung đòn đánh cường hóa thì nó mới hồi chiêu. Đơn giản dễ hiểu là giống cái chiêu 1 của con vai ô, để các bạn có thể dễ hình dung. Ảnh hưởng không? Chắc chắn là có rồi. Giống như là trước đây mấy ông chơi vai ô ấy, toàn thích chơi kiểu là chiêu 1 xong, sau đấy là đợi gần hết, đợi gần hồi chiêu 1 là bắn 2 lần chiêu 1 đấy. Thì bây giờ nó như vậy đó. Nó sẽ giảm, đó chính là cái khả năng khống chế làm chậm từ cái áo trắng băng nè. Giảm khá khá cái lượng sát thương từ các loại gươm. Em nghĩ rằng thằng ảnh hưởng nhất ấy, đó có thể là Liliana thôi. Chứ còn với các vị tướng đi rừng khác ấy, thì họ sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Ví dụ con Tulen ấy, thì nó lại không bị ảnh hưởng mấy đâu nhá. Bởi vì nó toàn dí vào nội tại mà anh em, chứ nó có phải là liên tục đánh thường hay gì mấy đâu, nên không ảnh hưởng quá lớn. Em nghĩ là ảnh hưởng lớn nhất ấy là con Liliana nè. Đấy, Liliana lên bổ cao các thứ thì chắc chắn rồi. Thế anh em thì còn có bị thứ nào ảnh hưởng nữa, comment ngay nhé. Lumbua mới là vị tướng mà em muốn nói rất là nhiều. Với mấy cơ chế đùn đầy hất tung các thứ, Lumbua bây giờ có tất cả. Có cả cái lượng sát thương dứt điểm từ chiêu cuối. Càng nhiều máu, sát thương chiêu cuối của anh em càng to. Nhưng anh em bảo là lên sát thương phép cho Lumbua được không? Vẽ đấy, nó chả tác dụng gì đâu.
tác dụng duy nhất của nó là gì? Nếu các bạn lên như là cái gương mình chết ấy, nó sẽ có gọi là cái giảm kháng phép kẻ địch, thì đương nhiên là các bạn có thể gây thêm một chút chút thêm lượng sát thương, nhưng nó là không nhiều. Cái quan trọng của anh em ấy là lên thật nhiều máu cho Lumbua để có thể gây tối đa cái lượng sát thương nhá, bởi vì nó chơi được kiểu phần trăm máu mà. Cái đợt giảm sức mạnh này thì cái thuộc tính bỏ qua đi, chúng ta nói về cái ỉ mạnh vệ yếu, một cái nội tại rất là quan trọng. Thực ra thì sau khi Lumbua thay đổi xong cái cơ chế, đặc biệt là cơ chế chiêu một ấy, khiến cho vị tướng này trở thành một vị tướng có thể cản phá các vị tướng sát thủ như là Rat chụp cuối vào, nếu các bạn dùng nhanh là out được nhá. Zuka chụp cuối vào, nếu các bạn dùng nhanh vẫn out được luôn. Đây là cái điểm lợi hại của vị tướng Lumbua này. Còn về vấn đề là giảm cái lượng kháng phép và giáp vật lý ấy, thì nó ảnh hưởng là chắc chắn rồi. Nhưng mà không sao anh em, cùng lắm nếu mà mình không cần lên cái giải khống chế ấy, thì mình lên cái đồ cuối ấy. Biết có nên gọi là đồ cuối chúng ta, tức là cái đồ thứ 5 của cái đồ trang bị đồ trợ thủ đấy, nó búp giáp và giáp phép cho đồng đội đó. Em nghĩ là cái kia nó rất là phù hợp nhá, và Lumbua cầm tốc biến sẽ tạo đội biến rất là cao cho anh em. Và đó là tất cả cái sự thay đổi về tướng này, về cơ chế chiến trường mà Ed đã review cho anh em rồi. Ed tin chắc rằng các bạn chỉ cần xem xong clip này, các bạn sẽ hiểu được bản bổ sung lần 1 có các thay đổi gì và có điều gì mà các bạn phải quan tâm. Ed nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng để các bạn chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng nhau leo rank dễ dàng hơn, tránh tuyệt cổ nhá. Không lại 4 phút để mà đập trụ lại chạy đi farm này, này farm nọ thì nó lại quá phí đúng không nào. Nó ấy khiến cho anh em trận đấu nó kéo dài lê thê và có thể bị lật kèo đấy. Hãy chú ý các sự thay đổi, đặc biệt là cơ chế game nhá. Và theo dõi kênh của TNG để biết được những thay đổi sớm nhất. Xem xong video của Ed, nếu các bạn thấy hợp gu và có ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận các video thông báo mới nhất. Xem video có mẹo của nó cả nha anh em. Nếu thấy hay ấy, thì bấm nút like. Không hay thì comment để góp ý. Nhưng quan trọng, xem video bấm vào các mốc thời gian, xem các vị trí, vai trò các bạn muốn xem. Đó là đặc điểm trên kênh của Tràm Game. Các bạn nhớ click theo mốc thời gian để xem thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhé.